Chào mọi người nha, hiện nay mình đang có mặt tại Mỹ Tho, thì mình đang có mặt tại tiệm nước mía Mỹ Tho nè, 12 Gia Xin Di Phúc ha. Đây bán nước mía sầu riêng rất là ngon nè, nước mía dầu cầu đậu phộng sầu riêng. Mình uống thử được nước mía nè, mía Mỹ Tho Di Phúc nó cô làm ở trong kìa, ngon quá. Đi vô cầu cô làm kìa. Mía đá sầu riêng không? Mía đá sầu riêng hả? Ly vừa, sai vừa nè. Mọi người có đi ngang nghe ủng hộ nha, cô làm ở đây luôn nè. Quá ngon luôn nè. Mía đá sầu riêng. Cái ly này là ly vừa, nó đang mắc tiền dạ. Chưa nóng nè, chưa nóng. Dạ. Rồi chị ăn thứ bảy chủ nhật là thành phố nó xuống dữ lắm. Dạ. Xuống nó uống rồi nó mang về á, mấy chục ly vậy đó. Là không lấy đá nha. Dạ. Đó này là khách mang đi mà nó uống nước mía với sầu riêng không ạ? Mía sầu riêng. Dạ. Ngon quá, để hồi nào về ha mua. Về á. Ngủ. Uống mấy là bằng buổi nãy giá chứ sao. Ngon quá. Nước mía có không? Dầu cầu, có mít. Dạ. Ngon. Sài Gòn vậy. Ngoài khu du lịch này là lần vô mua 50 ly. Dạ. Khi khách đông nó đặt 150 mua vặn lại gì nữa không? Trà sữa quá. Ôi, tốt bụng vậy. Mua vặn là trà sữa rồi. Nó vặn hộp thôi. Ngon quá. Có chè, còn có con chè nổi tiếng chè Thái. Ủa, gãi giật bạn. Gãi giật rồi. Gãi giật chẳng đặng ra dinh lấy gì á. Hôm nay đi mua đồ ăn quá trời. Ở nhà thành phố mà bên nhà nó bên Bến Tre. Mày cũng hay về, xuống là xuống nhà luôn. Đi là ghé mua, về là ghé mua. Mía này có nước cốt dừa nó hơi đục đục. Nói gì nè, nó nói nha, nó cũng mua mấy chỗ kia nhưng mà người ta nói sầu riêng mà không có để sầu riêng. Bỏ hương. Ừ. Nó bỏ bụi luôn à. Tao hóa giống người ta nữa. Tao là bán khác. Bán khác hả? Tao bỏ hương, nó có cho tao bỏ hương. Đây ta là sầu riêng cho bé chứ. Rồi vô cho chị cho coi cái tủ lạnh chị sầu riêng nè. Mấy ly này. Một ly mang về. Không lấy mít. 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 Vô cô vô lại. Khách mua mang về quá trời. Này. Mất đó. Ôi. Chị lấy là nay là chị bán hết. Cái này bán gì vậy? Cái này sinh tố. Này sinh tố. Này chị bán sinh tố. Này da ua. Rồi còn này sầu riêng của chị đang. Bán sinh tố nữa hả? Sầu riêng một tủ sầu riêng vậy hả? Chị bán hết rồi đó mà hả? Chị lấy lần là từ trên dài xuống dài hết. Mà chị bán trong vòng một tháng. Trời là 40 mấy ký sầu riêng. Trời quá trời luôn. Làm tháng mưa nha. Tháng nắng là chị bán được lắm. Dạ. Quá trời đã luôn à. Bán sinh tố vậy nhưng bịch nó. Sinh tố đó 5.000 cân. Sinh tố là sinh tố gì màu nâu vậy? À sinh tố cà phê. Cà phê. Cà phê sữa đó. Cà phê sữa. Rồi kia là gì? Kia là ô sữa chua. Sữa chua. Quá trời ngon, hấp dẫn. Nhưng mà người ta vẫn bán 15.000, không có giống của chị nha, không có để đồ nhiều như của chị. Cái này là người ta không ăn gà thịt cao câu. Đúng rồi, người ta không ăn. Ví dụ người ta không ăn cao câu thì mình thấy mít. Ví dụ người ta ăn dạ. Thì mình thấy mít. Hoặc là ta ăn đậu phộng mình thấy đậu phộng. Dạ. Vậy đó chứ không phải là người ta không ăn mà mình bỏ luôn. Dạ. Ví dụ người ta không ăn món này thì ta ăn món kia, mình phải thế vô cho đủ ly ra nước mía của người ta. Dạ. Ngon quá. 15.000 ở trên. Bán đắt quá. Lâu lâu ăn món lạ. Có gầu cầu.
về không lấy đá. Rồi, làm đầy đủ. Lấy đầy đủ đi nha, cho nó ngon. Dạ đầy đủ á. Để cho bắt cái máy ép rồi nó nóng lên cái gì. Ngon quá ha. Để vàng viên đá vậy đó để cho nó không đen mía. Vì đá nó không bị đen mía hả? Đi ví dụ như về là để vài viên đá ấy ăn cho nó không đen. Đó là rau câu á. Nè rau câu chị nấu là ăn thử ăn nó ăn rồi giòn lắm. Giòn. Ngon lắm. Nước mía. Đây là nước mía. Đây không có bắt đèn nên nhìn nó hơi tối tối. Có cái đèn mà tại chị ít là chị không bắt. Dạ. Đây sầu riêng nè. Sầu riêng thiệt luôn này nha. Sầu riêng thiệt nguyên chất. Nguyên chất luôn nó không có một không có đây chùm ruột. Chùm ruột làm nhà luôn nè. Rồi đậu phộng đem về là chị để đậu phộng riêng nè. Ủa gì không để chung hả? Nó mềm sao? À đây nè chị nè đậu phộng đem về là chị để riêng. Về cưng đập nước đá cưng để vô xong rồi cưng để đậu phộng lên. Để hồi cho coi là cái ngăn như sầu riêng nha. Tại ngăn cái tủ lạnh á. Cái sầu đợi này đăng thêm một kênh nữa đi. Đăng hai kênh cho nổi tiếng. Nè chị mới lấy ra đồng xã Đông nè. Ủa xã Đông vậy á? Nguyên một bịch sầu riêng vậy. Trời ơi, đây là nguyên cái tủ sầu riêng. Mỗi lần một lần chị lấy là chị để hết bít đi dày, bít đi dày hết. Đó, gọt đầu cái chị lấy ra. Ngày chị lấy ra bịch hai bịch là chị xài, ví dụ mùa nắng hai bịch mà mùa mưa dày giờ là một bịch. Dạ. Đó ngày nào chị ngày bán được mấy trăm ly. Trời nắng là nhiều lắm mà dạ. Trời mưa thì chị mưa dần là chị bó tay thôi. Để riêng ha, cái này. Nước mía sầu riêng di phúc nha mọi người. Cái này mình mua về nhà mình không có bỏ không đá. Bỏ đá. Đá về nhà đập đá để vô rồi để cái đá vô xong rồi để đậu phộng vô nha. Đậu phộng lên vậy. Tại vì đem về nhà mình sợ nó mềm đậu phộng chứ gì trơn. Quá ngon. Nước mía sầu riêng di phúc. Rồi, cảm ơn nha. Này bỏ riêng hút. Rồi. Việc nào đi xuống thì ghé hộ cho chị nha. Dạ. Rồi.